cái ổ khóa 12 triệu sẽ có những tính năng thần kỳ nào? Hãy cùng Cavtech nâng cấp trải nghiệm an ninh nhà ở lên một tầm cao mới với một ổ khóa thông minh, tích hợp vân tay và cả nhận diện khuôn mặt nữa. Trời, không thể tin được, chỉ cần chạm mắt nhau một tí thôi mà đã mở cửa cho vào rồi. Không ai khác chính là những ổ khóa đến từ nhà PhD Lock. Đây cũng là hệ sinh thái khóa có tại TMS. Ở đây và ở đây nữa. Không biết trong những trường hợp đặc biệt thì cái ổ khóa này có thể nhận diện được khuôn mặt của mình hay không? Hãy cùng mình kiểm chứng nha. Còn trong một không gian ánh sáng yếu ớt thì sao? Ngoài nhận diện gương mặt ra thì ổ khóa này còn có rất là nhiều phương pháp khác để mở khóa như là thẻ, chìa hoặc là mật khẩu hoặc là vân tay. Ổ khóa PhD Lock này có thời lượng pin tới 6 tháng. Với một mức giá dễ tiếp cận như thế này thì mình nghĩ đây là một sản phẩm đáng để trải nghiệm và đáng mua và vừa sở hữu những chứng chỉ chất lượng quốc tế. Nhưng mà mình vẫn nghĩ đây là một sản phẩm đáng để mọi người mua và trải nghiệm thử.